sự lười biếng, kẻ thù số 1 của thành công dù là trong lĩnh vực nào, học tập, kinh doanh hay là tình yêu. Tại sao bạn lười biếng mặc dù bạn biết rằng nếu như bạn không làm bài, bạn sẽ rớt đại học. Nếu như bạn không làm việc, bạn sẽ trễ hạn chót. Nếu như bạn không tập thể dục, bạn sẽ không giảm cân được. Bởi vì những điều này không xảy ra ngay lập tức. Bạn chỉ rớt đại học sau 6-7 tháng nữa. Bạn chỉ trễ hạn chót và thừa cân sau 3-4 tháng nữa. Nếu như hút một điếu thuốc mà ngay lập tức bị ung thư phổi thì có lẽ không ai muốn hút thuốc. Nhưng ung thư chỉ xảy ra sau một thời gian dài, cho tới khi nhận ra rồi thì đã quá trễ. Thời gian không chờ đợi bạn, một năm sẽ trôi qua rất nhanh và ngay bạn phải đối mặt với hậu quả sẽ phải đến. Tại sao bạn lười biếng? Bạn lười biếng bởi vì bạn chấp nhận cuộc sống hiện tại. Bạn muốn thành công nhưng bạn không muốn nó vô cùng. Bạn không biết làm thế nào để đậu đại học. Bạn không biết làm thế nào để giàu có. Bạn không biết mình sẽ trở thành con người như thế nào. Bạn không có mục tiêu xác định. Bạn giận dữ vì cuộc sống khó khăn. Bạn tê liệt trước khó khăn và trở nên lười biếng. Chúng ta hãy nói về cuộc sống. Cuộc sống không toàn là những ngày nắng đẹp và những cánh đồng thơ mộng, mà nó sẽ quật ngã bạn, nghiền nát bạn như bạn yếu đuối. Nếu như bạn không mạnh mẽ hơn để chống lại nó, bạn không đặt ra mục tiêu để thành công, bạn không đặt ra mục tiêu để trở nên giàu có hay bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống, bạn chỉ sống ngay qua ngay, bạn trở nên lười biếng. Hãy nhớ rằng luôn có những con người nỗ lực. Nếu bạn 22 tuổi, ngoài kia luôn có những người bằng tuổi bạn nỗ lực để làm giàu. Nếu bạn 18 tuổi và bạn muốn thi vào ngoại thương thì ngoài kia luôn có những người nỗ lực học tập được vào ngoại thương. Trong khi bạn đang chơi game thì họ đang cố gắng. Trong khi bạn đang ngủ thì họ đang hành động. Họ sẽ chiến thắng còn bạn sẽ thất bại. Bạn sẽ giàu có, sẽ thanh đạt, bạn sẽ sống mãi như bạn đang sống. Cho dù bạn là ai, bạn đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, hãy đặt ra mục tiêu, kế hoạch và nỗ lực để theo đuổi đó. Nếu không, bạn sẽ rơi ngay vào kế hoạch của người khác và họ sẽ thành công chứ không phải bạn. Sao bạn lười biếng? Bạn lười biếng bởi vì bạn sợ. Bạn sợ cơn đau đầu mỗi khi phải giải toán. Bạn sợ sự mệt mỏi khi phải thức khuya. Bạn sợ đau cơ mỗi khi phải tập thể dục. Bạn sợ đói mỗi khi phải ăn kiêng. Bạn sợ áp lực khi phải hoàn thành mục tiêu nào đó. Cơn đau là tạm thời, cuối cùng nó sẽ qua đi và thành tựu được tạo ra. Sau những bài toán khó là những bài toán khó hơn được giải. Sau những ngày thức khuya là sự thành công. Sau những buổi tập thể dục là thân hình mong muốn. Sau tạ 5kg là tạ 10kg và hơn thế nữa. Không đau đớn, không thành tựu. Ai cũng thương cha mẹ nhưng không phải ai cũng nỗ lực vì cha mẹ. Cha mẹ có thể làm thêm giờ nuôi bạn không lớn, đóng học phí cho bạn. Cha mẹ có thể thức khuya dậy sớm làm tất cả vì bạn. Nhưng bạn không sẵn sàng làm điều đó. Bạn không muốn hy sinh một giờ chơi game để đổi lấy một giờ học tập. Bạn không muốn hy sinh một giờ vui chơi để đổi lấy một giờ nỗ lực. Bạn không muốn làm điều đó. Bạn trở nên lười biếng. Chúng ta đều có một cái tên. Liệu 10 năm nữa tên của chúng ta có nằm trong danh sách những người thành đạt nhất? Liệu tên của chúng ta có được vinh danh như nhà lãnh đạo tài ba nhất? Tất cả phụ thuộc vào những gì chúng ta làm ngày hôm nay. Có những lúc chúng ta muốn hành động, nhưng tâm trí bảo chúng ta hãy đi ngủ, hãy đi chơi. Ngày qua ngày, chúng ta cứ mãi đắn đo đến nỗi chúng ta mắc kẹt với dòng suy nghĩ đó. Thời gian trôi qua và khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy hối tiếc về những chuỗi ngày lười biếng. Chấm dứt đấu tranh tư tưởng. Muốn thành công, bạn không thể lười biếng được. Con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Bạn không thể ngồi đó chơi game lướt web cả ngày mà mong chờ mình thành đạt được. Không cần biết bạn là nam hay nữ, bạn cần phải nỗ lực, đặc biệt là đàn ông. Đàn ông thì càng không thể lười biếng. Mọi chuyện cần cùng sự bắt đầu. Hãy cầm bút lên và giải ngay một bài tập. Hãy xỏ giày vào và chạy ngay một vòng. Mang tạ ra và tập ngay 10 cái. Dấn thân vào kinh doanh, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu. Cái đầu của bạn, dùng đôi tay, đôi chân của bạn, cùi chỏ, đầu gối và thậm chí là móng tay của bạn. Dùng tất cả gì bạn đang có để chiến đấu, để vươn lên, để bước từng bước một, từng cm một, từng ngày một, cho tới khi bạn đạt được thành công.
hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu.